Rồi hiện tại bây giờ mình đang ở phía sau của một chiếc xà lan nè mọi người. Đây, hiện tại ở đây là như một cái lễ hội xà lan, rất là nhiều xà lan đậu luôn. Thì phía trước là một chiếc xà lan đang bị chìm, thì có qua vợt cho một chiếc xà lan nhỏ hơn, thì hai chiếc đã chìm và một chiếc nhỏ đã được thợ lặn người ta trục vớt rồi. Bây giờ tới cái chiếc xà lan lớn thì hiện tại bây giờ mọi người đang nghe tiếng máy đó là người ta đang tiếp tục bơm nước để vớt chiếc xà lan lớn ở phía sau lên. Ở sau mình các bạn, ở sau mình nè. Hiện tại mình đang ở phía trước để quay lại cho tất cả mọi người xem lại rất là nhiều xà lan. Thì hiện tại video này mình chỉ quay cho tất cả mọi người cùng xem rất nhiều xà lan đang đậu. Nãy thì mình có nghe nói là đậu xà lan dài tới trên vòng đầy đó. Hiện tại từ đây chạy đến vòng đầy mà thì theo tính theo km trên bờ thì là nó khoảng chừng 5 cây số đó mọi người, hơn 4 cây mấy 5 cây số. Thì mọi người biết là xà lan đậu hơn 4 cây mấy 5 cây số là rất là nhiều luôn, rất là đông xà lan luôn. Hiện tại khu vực này là đã bị rất nhiều xà lan đậu lại, thành ra không có đường qua được. Thì nói chung anh em xà lan ai cũng muốn đi qua đoạn này hết, để còn rất là nhiều những cái vật tư cũng như là cát đá này kia, xi măng, mọi cái người ta đều muốn rất là nhanh qua, nhưng mà chiếc xà lan nó bị chìm thì cũng chưa có trục vớt được, thành ra thì bây giờ anh em cũng đang đậu đây rất là nhiều. Hiện tại thì Long đang trực tiếp tại đây để cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ở đây thì thường rất nhiều xà lan, nào là xà lan chiếc này là cũng là một chiếc nhỏ, các bạn nhìn cũng rất là to đúng không? Nó là nhỏ nhất trong số những xà lan đang đậu ở đây của mọi người. Thường xà lan từ 100 ngoài tấn, 200 tấn, 250 tấn, 300 tới 500 tấn đó mọi người. Rất là nhiều xà lan luôn. Mọi người nhìn xa xa có chiếc xà lan nó đang có cái mui che đó, nó xà lan chở xi măng ha, hay là chở cái gì mà không thể mà thấm nước được đó, thì người ta sẽ có cái mui đó. Rồi, một xe chiếc xà lan chở cát cũng như đây chở đá 1-2 và đá bụi nè mọi người. Đá 3-4. Nói chung mình biết vậy thôi. Đấy, có rất nhiều xà lan, hiện tại có một chiếc xà lan đang đậu ngay chỗ này. Đây xà lan đậu ngay chỗ này. Đây, chiếc xà lan đang đậu đây. Mấy anh em cũng chưa lên được, đang đợi chiếc xà lan kia qua để đi lên luôn. Đó mọi người nhìn xem. Mình phải dùng từ là ở đây là như một cái lễ hội xà lan gì, rất là nhiều xà lan đậu luôn. Các bạn tưởng tượng ở một cái bến xà lan thì có rất là nhiều xà lan đậu đúng không? Còn đây không phải là cái bến mà nó chỉ là một cái con sông thôi. Mà xà lan hiện tại vì mình đứng tại đây thì rất là nhiều luôn. Mình phải dùng từ rất là nhiều vì xà lan, rất là nhiều xà lan mọi người. Đây mình sẽ được cao hơn nữa cho mọi người cùng xem nha. Đó mọi người xem đây, xà lan rất là nhiều luôn. Mình hiện tại mình ở đây để mình quay cái video này lại cho tất cả mọi người cùng xem với mình, cũng như biết được cái không khí ở đây. Đấy. Anh em nói chung anh em xà lan ai cũng muốn qua được cái đoạn này để còn rất là nhiều những hàng hóa trên tàu, trên xà lan của mình. Nhưng mà vì bắt buộc là cái đoạn sông này rất là nhỏ, không qua được, thành ra rất là nhiều xà lan đậu ở đây. Đây rất là nhiều xà lan mọi người. Mọi người xem video của mình, mọi người nhớ like, share cũng như đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh Long Miền Tây để xem những video về tàu, ghe, xuồng, xà lan, cũng như là những khoảnh khắc về miền Tây cũng như là sông nước. Đây là mọi người, mình đang qua cái góc máy bên đây để quay cho mọi người cùng xem là rất là nhiều xà lan đang đậu ở đây nè. Mình nãy mình chạy lên trên kia thì cũng thấy được là có một chiếc xà lan rất là lớn đó mọi người. Xà lan tải trọng là nghe nói nãy là tới 300 tấn rồi, nó bị chìm ngay chân cái đoạn con sông này, thành ra rồi tất cả xà lan này nó phải đậu ngay chỗ đây để cho xà lan kia thì người ta múc, người ta cờ vớt lên được, thành ra mới đi được. Rồi bây giờ hiện tại có con sông này là rất là nhiều xà lan ghe tàu đang đậu ở đây để đợi. Mình nghĩ là đợi cũng lâu đó, tại vì cái xà là mình tới đây thì cũng trễ rồi. Cái chiếc xà lan nó chìm, nghe nói là nó chìm từ ngày hôm qua nè mọi người, chìm từ chiều ngày hôm qua, là nó nói chung là mất lái rồi nó đâm vào trong cái
cái bờ thì nó mới bị lật qua một bên rồi nó chìm luôn. Chút nữa mình sẽ tới chỗ đó mình quay cho mọi người coi, tại vì chỗ đó hiện tại bây giờ là không có cái chỗ nào để đứng quay cho mọi người xem hết, nó bị chặn hết tất cả mọi nơi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem ở xung quanh ha. Đây là rất là nhiều xà lan ở xung quanh đang đậu đợi, mình nghĩ là đợi cũng rất lâu đây. Đây mình quay bên đây cho mọi người xem nè. Đấy, xà lan bên đây cũng rất là nhiều xà lan đậu luôn. Xà lan này lúc nãy mình đứng đây chưa có đâu, bây giờ hiện tại là mới đậu thêm 4-5 chiếc nữa, rất là nhiều. Đây mọi người cùng xem nha, rất là nhiều xà lan luôn. Xà lan ghe tàu rồi. Nói chung là cái này phải chừa một cái đường ra để cho, mình nghĩ là nó sẽ chừa một cái đường ra để cho cái ghe nhỏ được qua được. Thì vì lý do là cái xà lan nó nằm nó bị lật, nó nghiêng á, là nó nghiêng chặn ngang con sông luôn. Ở đây như một cái lễ hội nha mọi người, lễ hội của xà lan luôn, rất là đông. Rất là đông xà lan ghe tàu mọi cái đều đậu ở đây hết nè. Mọi người thấy rõ không? Đây mình quay lại một lần nữa mọi người cùng xem nha. Chiếc ghe đã thả trôi luôn rồi. Đấy, mọi người xem nha, rất là nhiều xà lan luôn. Để mình lên đoạn trên kia rồi mình quay tiếp tục quay để cho mọi người cùng xem nha. Rồi mình đang ở đây ha, cái đoạn chỗ này cũng xà lan đang qua nè. Đoạn trên xà lan từ từ ta lách qua hết rồi nè. Đó, xà lan từ từ ta lách qua nè, mấy xà lan nhỏ nhỏ này nè. Mấy xà lan nhỏ từ từ ta lách qua hết rồi. Rất là nhiều xà lan này và hướng trên đổ xuống thì người ta qua rồi, bây giờ tới hướng dưới đổ lên người ta qua luôn, qua theo luôn. Toàn là xà lan có tải không, rất là đông, rất là nhiều luôn. Các bạn thấy cái biển hiệu đây không? Cái cảnh báo nè, cảnh báo này là cảnh báo xà lan phía trước có xà lan chìm, xà lan bị tai nạn. Đấy, rồi giờ mình phải di chuyển qua bên kia, ở đây mấy anh đang làm. Rồi mình đã chèo tới qua đây mọi người. Đây mình chèo nãy mình đứng ở trong đó đó. Rồi giờ mình chèo tới qua đây. Đây mình tới qua đây mình quay cho mọi người xem nè. Ghe rồi xà lan rất là nhiều luôn. Chiếc này từ từ lách qua đây luôn. Nãy giờ là mình tường thuật lại cho tất cả mọi người xem hiện trường tại chỗ của cái vụ mà chìm xà lan ở Sóc Sài mình ha, ở Sóc Sài Hòn Đất, ngay cái đường con kênh Gạch Giá Hà Tiên luôn. Thì có một chiếc xà lan là từ hồi chiều hôm qua mọi người, thì nó mới đi tới cái đoạn này thì nó chở khẩm á, rồi đánh lái mất lái xong rồi cái xà lan nó mới bị đụng vào trong bờ rồi xong mới lật, thì nước tràn vào rồi xong chìm ngay cái đoạn sông này. Thì từ ngày hôm qua tới nay thì người ta vẫn chưa có vớt được, chưa trục được chiếc xà lan lên. Thì hiện tại có rất là nhiều những ghe tàu cũng như xà lan rất là lớn có tải trọng ở hướng từ Kiên Lương đổ về đậu đây rất là đông các bạn mọi người, cũng như từ hướng Gạch Giá đổ về Hà Tiên cũng rất là đông, hai bên kẹt rất là nhiều xà lan luôn. Thì hiện tại mình đang ở đây để quay lại trực tiếp cho mọi người cùng xem ha. Đây mọi người xem nha, hướng trên cũng có mà hướng dưới cũng có luôn. Thì cái video trước của mình là mình đăng lên cho mọi người xem đó, thì đó là một cái góc nhỏ của xà lan cũng như là cái góc trang chỗ mà cái đường để người ta chừa cái đường ra để cho xà lan này hoặc là ghe nhỏ lách qua được. Còn những xà lan lớn thì người ta vẫn không qua được đoạn này, vẫn đậu đây hết mọi người.
À, chiếc này chưa chưa mở đó mà nổ máy vậy ta, tìm đường lách qua luôn hay sao? Rồi cái bọc trắng trắng này nè đang 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 treo đó là người ta ký hiệu cảnh báo là phía trước có xà lan chìm hoặc là xà lan đang gặp nạn nha mọi người. Đây đó, nhiều xà lan người ta đang dân mùng ta ngủ luôn kìa, dân mùng ngủ luôn chứ bây giờ đợi lâu lắm. Chắc chắn là cái xà lan bên trên đó người ta vớt lên cũng phải thời gian rất là lâu chứ không thể nào mà liền một lúc người ta vớt lên được đâu. Xà lan ở trên kia nãy mình nghe nói là tới cái trọng tải tới 300 tấn luôn mà. Có cảnh sát giao thông xuống để phân luồng cho ghe chạy luôn. Rồi đây mình cùng xem nha, ở đây toàn là xà lan lớn mà. Chiếc này xà lan này có 250-300 tấn đâu mà, chiếc xà lan bên kia là to hơn đó kìa, 400-500 tấn không. Đấy mọi xem nha. Mình biết chữ AG nè, cái biển AG là biết An Giang nè, VR là biết đâu ta, VR mình cũng không biết đâu, mọi người biết thì mọi người comment bên dưới cho mình biết nha. Các bạn nhớ like, xem như đăng ký kênh Long Miền Tây để xem những video tiếp theo về xà lan, ghe tàu cũng như là về ẩm thực con người, cuộc sống của người miền Tây Nam Bộ nha mọi người. Tiếp tục chúng ta lại xem những chiếc xà lan chuẩn bị ha. Chiếc xà lan này nãy giờ mình thấy là đang nổ máy nè, hình như là anh muốn chuẩn bị đi qua cái đoạn này vậy đó. Trong chiếc ghe chạy qua kìa. Chiếc ghe nhỏ này chạy qua thì bình thường rồi, anh này đâu anh lắc cũng được hết, quan trọng là xà lan lớn à, lại qua không được. Đây một chiếc vỏ bán dưa hấu, đò bán dưa hấu, tức là chiếc ghe lúa. Ở đây thì đợi tín hiệu của giao thông thôi, giao thông rồi cho qua thì nó sẽ qua được thôi. Đây các mọi người xem nha, ở chiếc ghe lúa đó. Ui. Chỗ mình đứng nè mọi người. Đó mình tác nghiệp ngay chỗ này cho mọi người xem đó, chân cẳng. Đứng này cách bờ có 3 mét. Rồi mọi người xem nha. Rất là nhiều ghe tàu đứng đợi. Trong cái nghề làm mà bà cậu nha, đi ghe đi tàu ở dưới sông đó, thì tất nhiên là không thể tránh khỏi những trường hợp như thế này ha. Ghe tàu gặp sự cố cũng như là phải chờ đợi lâu lắm. Nhiều khi không gặp sự cố thì cái lịch trình đi nhiều khi ta đi 5 ngày, 7 ngày tới nơi. Còn nếu mà gặp sự cố thì nhiều khi cả 10 ngày tới nửa tháng. Rất là, nói chung là cái lịch trình nó không rõ cũng như không có được nhanh như là trên đường bộ. Bây giờ mình thấy được là ngày xưa khi mà chưa có đường bộ đó mọi người, thì mọi người đi đường sông là lâu, rất là lâu, tốn thời gian cũng như là sức lực của con người rất là nhiều ha. Mình thấy đâu trường hợp đây là có một chiếc xà lan là bị chìm thôi, là mọi người thấy là rất là đông xà lan phải đợi trong mấy ngày trời một chiếc, mà làm ảnh hưởng tới rất là nhiều những chiếc khác. Đây là một chiếc ghe này không phải ghe chở lúa mọi người, chắc khoai sắn gì vậy, nhìn thấy là lùm cụm. Rồi nãy giờ mình, các bạn để ý là trên hướng trên là xuống rất là nhiều ha, hướng bên đây nè, bên đây đổ gì đây thì ít. Rồi bây giờ thì đoạn này mình sẽ quay như đây thôi ha, mình sẽ lên trên kia mình sẽ quay cái xà lan chìm cho mọi người cùng xem. Đây đang định bỏ chỗ này mà thấy anh này anh chạy nè. Máy Hino nè mọi người, máy Hino nè. Đấy thì ghê chưa, băng vừa qua sao hết. Rồi bây giờ thôi mình chỗ này mình kết thúc ở đây ha. Cái anh kia anh kêu rồi. Để mình có chiếc xà lan đi lên không? Có xà lan lên không? Anh này nè, anh trong chiếc xà lan An Giang 20375 này, anh kêu chiếc xà lan nhỏ kia lên. Cạn nha mọi người, xà lan bị chìm. Rồi, rất vui được gặp mọi người và mọi người nhớ like, share cũng như đăng ký kênh Long Miền Tây của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau, ở trong phần 3 của này nhé. Các bạn cứ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của xà lan bị chìm nha mọi người.